Click review chúc các bạn xem review vui vẻ, like, bình luận và subscribe để ủng hộ video ạ. Nhớ lại khi Lạc Giao Giao và Hoa Ngữ Mộng nghe tới cái tên bại Gia Môn thì đã khiến hai người bọn họ cười rất hàm thế mà Diệp Phong vẫn chưa hiểu chuyện gì. Sao thế, có phải là đã để lại cho cô ấn tượng sâu đậm rồi không? Cũng khá là sâu đậm đó, lại có một người đặt cho Tông Môn mình một cái tên ấu trĩ như vậy. Nhưng Diệp Tông Chủ, hình như người thực lực khí động cảnh nhì, mặc dù thực lực không phải là điều kiện cứng nhắc để tạo lập Tông Môn. Nhưng ta muốn hỏi một câu, ngươi dựa vào cái gì mà muốn ta nhập môn? Ngươi có biết, tu vi của ta đã đạt đến chúc cơ cảnh bát trọng rồi không? Chúc cơ cảnh bát trọng, vậy thực lực của cô quả thực có hơi thấp đó. Dạ lăng tuyết cứ tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, thấp ư. Diệp Phong giải thích, suy cho cùng thì đại sư tỷ của cô cũng là độ kiếp cảnh cửu trọng đỉnh cao, khoảng cách có hơi lớn. Nhưng cô đừng tự ti quá, dẫu sao thì tông môn của chúng ta cũng không xem trọng thực lực quá, cứ từ từ. Giả dạ lăng tuyết giận đỏ mặt quay người bỏ đi, cô thật không hiểu Diệp Phong đang nói sảm gì nữa. Cảnh giới của hắn thấp, mà còn dám chê ta, nói có một đại sư tỷ độ kiếp cảnh cửu trọng đỉnh cao, đầu ngốc đấy hả? À? Thấy ngươi cũng tuấn tú nên mới nói chuyện với ngươi, ta thật là tự chuốc họa vào thân mà. Diệp Phong hóa thân thành người môi giới nhà, anh giới thiệu cho cô nào là chi phí, thời gian lập môn và vân vân mây mây. Vi sư có rất nhiều tài nguyên, chi phí tu luyện của cô sau này, vi sư đều có thể giải quyết giúp cô, sao lại phớt lờ ta, đây là đang lạt mềm buộc chặt với ta sao? Dạ lăng tuyết từ tức giận chuyển sao bị ngốc luôn rồi, lạt mềm buộc chặt. Ta lạt mềm buộc chặt với ngươi, một tên đại ngốc như ngươi thì có gì mà lại lạc mềm buộc chặt. Cô thầm oán hận, nếu không phải vì gương mặt đẹp trai của ngươi thì lão nương đã bóp chết ngươi từ lâu rồi. Được, ngươi nói ngươi có tài nguyên, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội, 100 triệu miếng linh thạch cực phẩm, thì dạ lăng tuyết ta sẽ bái ngươi làm sư. Không lấy ra được, lão nương đây sẽ biến ngươi thành búp bê để chơi, hãy bắt đầu ra vẻ đi. Giả dạ lăng tuyết tuy ba lần thành công, nhưng thực ra lại là một cô gái rất vô trí ngây thơ. Cô nàng thầm đấu tranh với nội tâm mình, không được đừng để bị lừa. Mà là do ta nghèo quá rồi à, sao lại đều ra giá cao hơn ta? Thế nhưng cô lại thông biết câu nói này của cô là nơi bắt đầu cho cưỡi những sai lầm sau này mà cô không hề ngờ tới. Diệp Phong có chút e thẹn, nhỏ, kết cấu của cô nhỏ quá, quả nhiên là kém hơn đại sư tỷ của cô rất nhiều. Không biết là anh đang nói số tiền nhỏ hay là cái khác nhỏ nữa. Ai biết Diệp Phong đang nghĩ gì thì nhớ ấn like và comment xuống video cho mình với nhé. Nói rồi Diệp Phong đặt vào tay dạ lăng tuyết 100 triệu linh thạch cực phẩm bảo, lấy đi, lấy đi, xem như đây là quả gặp mặt vi sư của cô. Dạ lăng tuyết lúc này vẫn chưa hiểu ý của anh là gì, có phải tên tiểu tử này vừa mới nhìn lén ngực mình không nhỉ? Nhỏ, kết cấu của ta làm sao mà nhỏ được, nhưng khi cô để ý thấy Diệp Phong thực sự có 100 triệu linh thạch cực phẩm thì cô không ngậm được mà há hốc mồm. Làm sao đây, thực sự phải gia nhập vào bại gia môn này sao, sư phụ còn yếu hơn ta thì cũng mất mặt quá đi, hay là lấy linh thạch xong rồi chạy nhỉ. Không được, sẽ phát sinh tâm ma, độ kiếp cảnh bao hàm lôi kiếp tấn công tâm cảnh thì phải làm sao. Khoan đã, dạ lăng tuyết đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Diệp Phong thấy vậy thầm ý. Có phải là ta thực sự có một đại sư tỷ độ kiếp cảnh cửu trọng đỉnh cao không, đại lão cũng không nể nang, thì ta đang gò ép cái gì? Cô liền hỏi Diệp Phong, Diệp Tông chủ nguyên nói kết cấu của ta và đại sư tỷ khác biệt rất lớn, vậy đại sư tỷ khi đó muốn bao nhiêu linh thạch? Diệp Phong nghĩ ngợi một chút, đầu tiên là trưởng thành, à không, đều là 100 triệu. Dạ lăng tuyết thở phào, vậy còn tốt, không phải quá khác sao? Diệp Phong nói nhỏ, nhưng đại sư tư tỷ của cô không phải muốn linh thạch cực phẩm, mà là 100 triệu linh tinh cực phẩm. Nghe đến 100 triệu linh tinh cực phẩm dạ lăng tuyết không khỏi đầu óc dối bời. Dạ lăng tuyết hỏi lại, một trăm triệu linh tinh cực phẩm. Nói thật thì, đại tỷ của cô muốn trăm triệu linh tinh cực phẩm, ta còn cảm thấy ít. Diệp Tông chủ nói miệng không bằng chứng, cho ta xem thử xem là được. Anh thấy vậy không khỏi mừng thầm, xem ra cô ta còn cơ trí hơn cả đại sư tỷ. Cho cô, đây chính là hào quan của minh tinh cực phẩm sao? Nghĩ rồi dạ lăng tuyết lập tức quỳ một gối xuống trước những sự tò mò của những người xung quanh. Cô gái đó đang làm gì thế? Cầu hôn ư? thanh niên bây giờ thật là, đi thôi, đi thôi. Mặt khác, dạ lăng tuyết lúc này chính là đang quỳ gối bái sư, đệ tử dạ lăng tuyết, bái kiến sư tôn, sư tôn ta xem xong rồi. Ừ, trẻ con dễ dạy. Hệ thống thông báo, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên, ban thưởng 3 vạn điểm bài ra. Chúc mừng ký chủ có đệ tử thứ hai ban thưởng 10.000 thiên huyền bí thuật đốn ngộ đan, ban thưởng một nhân quả đạo văn. Giải thích thêm về nhân quả đạo văn, sau khi dung hợp, nó có thể tăng cường mức độ ngăn chặn nhân quả nhất định vì thăm dò thiên cơ. Nhân quả đạo văn có thể được hiểu như không có gì được coi là mạng sống, dù có mất mạng thì bạn cũng sẽ mất nó. Chảy một ít máu mũi, không hề làm sao, vẫn ăn ngủ tốt. Vãi, thứ này được đó nha. Diệp Phong tỏ vẻ khá thích thú khiến cho Dạ Lăng Tuyết bên cạnh chả hiểu gì, Sư Tôn, Sư Tôn nghĩ cái gì mà cười ngờ nghịch thế nhỉ? Tất nhiên lý do Dạ Lăng Tuyết không hiểu chỉ vì có mỗi Diệp Phong mới có thể nhìn thấy hệ thống. Dạ Lăng Tuyết, mặc dù cô gia nhập bại gia môn, nhưng tông môn không có nơi chiếm đóng, cô nhớ thân phận này là được. Diệp Phong lúc này đang nghĩ tới cảnh Chu Thông vì không hoàn thành nhiệm vụ mà bị xử tội. Nhìn tiểu thư nhà chúng ta xem, tìm chết. Ta chỉ đang tìm người, tìm người thôi mà. Chỉ trách trời sinh anh có tính thương người, không đành lòng nên nói cho dạ lang tuyết. Người của thiên cơ các đang tìm cô, miệng của cô định là thánh nữ của bọn họ, ta không ngăn cô, vì cô quả thực có thiên phú phương diện đó nhưng quả đạo văn này nhìn thấu cơ duyên thấm nhân quả nó có thể ngăn chặn được nhân quả ở một mức độ nhất định sau này cơ duyên cẩn thận chút diệp phong trao nhân quả đạo văn cho cô mà mặt đỏ tía tai hệ thống thật ra vùng ngực không phải là nơi cần thi ấn nghĩ đi nghĩ lại thì người được lợi nhiều nhất vẫn là diệp phong anh nói thêm với cô ta có một vạn viên thiên huyết bí thuật đốn ngộ đan khi cô tu luyện gặp phải khó khăn thì ăn nó hết rồi vi sư lại nghĩ cách làm tiếp tại sao sư tôn lại đối xử với ta tốt như vậy anh đã nói cho cô biết cô là thánh nữ thiên cơ các còn cho cô biết thêm về thiên huyền bí pháp thiên huyền bí pháp đốn ngộ đan cả nhân quả đạo văn chẳng lẽ sư tôn đang kiểm soát toàn bộ thế cơ tiếp theo của đại lục huyền thiên sư tôn yên tâm đệ tử nhất định sẽ kiểm soát thiên cơ các làm cho thiên cơ các trở thành thế lực phụ thuộc vào bại gia môn chúng ta diệp phong mặt đầy dấu hỏi chấm kiểm soát thiên cơ các thế lực phụ thuộc não của dạ lăng tuyết nghĩ thành cái gì vậy dạ lăng tuyết si sư không phải còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị đệ tử này cắt ngang sư tôn đại sư tỷ có phải là đang thân cư cao vị ở trong một thế lực hùng mạnh nào đó không và thế là số lần ngắt lời cứ thế bị nhân đôi nhưng mà số lần ngắt lời nhân hai sư tôn người của thiên cơ các đang ở nơi nào nói cho ta biết ta sẽ tạo ra cơ hội ngẫu nhiên đánh vào nội bộ thiên cơ các trở thành thánh nữ thu nạp bọn họ số lần ngắt lời nhân hai lăng tuyết à thực ra là hiểu Diệp Phong còn tính nói rõ cho cô nhóc nào ngờ còn chưa nói hết câu thì dạ lăng tuyết ngắt lời thêm lần nữa, quá tam ba bận thôi nha. Sư Tôn, đệ tử đã hiểu rồi, xin Sư Tôn tin tưởng đệ tử. Diệp Phong không khỏi thầm trao giải cô Oscar diễn viên gián điệp gói nhất, cô có thể đừng tự biên tự diễn nữa được không, cô hiểu cái quái gì. Ta thu nhận đệ tử, chứ không phải là thu nhận diễn viên phim gián điệp, ta quả là nợ cô một giải Oscar đấy. Chuyển cảnh, tại chợ trên phố chu thông lúc này vì quá mệt nên đã ngồi dài ra đất nghỉ ngơi chút làm người đi đường còn tưởng lão là ăn xin mà cho lão vài xu diệp phong chỉ cho dạ lang tuyết nhìn thấy lão giả lụng thụng kia không ông ta chính là trưởng lão của thiên cơ các ông ta chính là thiên hạ đệ nhất thần toán sư tôn ta đến chỗ ông ta xem quẻ để xem ông ta có đoán được ta là ai không lang tuyết cô đợi diệp phong còn chưa kịp nói được gì thì đồ đệ đã chạy đi đâu mất sư tôn đệ tử đi đây ta tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng đâu, lại nói vừa rồi người muốn nói cái gì. Không có gì, cố lên. Diệp Phong giấu gì đó sau lưng, tính đưa cho cô nhưng thôi khỏi. Bỏ đi, cô ta muốn chơi thế nào thì chơi như thế, làm cho thiên cơ các đau đầu đi. Gió điều hưu sông dịch lạnh lùng, trang sĩ một đi không trở về. Cô là. Chu Thông có chút bất ngờ nhưng khi Diệp Phong thấy thì Chu Thông đã mang theo dạ lăng tuyết chạy như ma đuổi. Lão già kia chắc không bị dạ lăng tuyết lừa đâu nhỉ, chạy nhanh như vậy làm gì, khoan đã, có phải mình quên gì rồi không? Mà nó, quên mất chưa kích hoạt công năng truyền âm tông môn và dịch chuyển tông môn cho dạ lăng tuyết rồi, chỉ đành sau này rồi bổ sung sau vậy. Một bên khác, tại cổng thành hàng trăm mét. Chu thông mang theo dạ lăng tuyết chạy mà miệng không khép được mồm, tên tiểu tử thối nhà ngươi còn muốn cướp thánh nữ của thiên cơ các chúng ta, còn không phải bị ta tìm thấy trước. Lão già này, ngân này tuổi rồi, còn bị sư tôn của ta xoay mòng mòng, còn không tính toán chuẩn bằng sư tôn chớp mắt trời cũng đã tối, mặt trời tạm biệt mặt trăng. Diệp Phong nhìn ra phía ngoài trời đã thấy bắt đầu xuất hiện những con đom đóm, anh tự nói với chính mình. Trời tối quá, vẫn nên để ngày mai rồi đi tiếp đi. Dứt lời danh liền sau đó anh liền ngạc nhiên, vậy mà lại có sơn động, được đó, đánh một sức ở đây đi. Một lúc sau, bên ngoài lúc này xuất hiện hai người, tên ốm có vẻ khá bực bội. Xúi quẩy, bận rộn cả ngày rồi mà không gặp được con yêu thú nào. Thiếu chủ, chi bằng chúng ta về Sơn Trang đi. Lão béo, ngươi dạy ta làm việc đó à? Không dám. Tên ốm này chính là thiếu chủ của kính Nguyệt Sơn Trang, Trương Hàng, còn người đi theo tên đó là người hộ đạo, Lão béo. Lão béo khó chịu ra mặt khi thấy Trương Hàng vẫn đang cười hô hố không biết gì. Bản chất ngu ngốc, linh căn yếu kém, kiêu ngạo chuyên quyền, chỉ biết ăn chơi xa đoạn, không chịu tu luyện. Nếu không phải trang chủ có lệnh, ngươi nghĩ ta đồng ý trở thành người hộ đạo sao? đi được một đoạn tên ốm nói với lão béo, bên kia có sơn động, hôm nay chúng ta nghỉ ở trong rừng đi. Lão béo lúc này chả thèm ngó ngàng gì với hắn, chỉ muốn chém chết tên trương hàng này cho xong. Nếu ta không giết được yêu thú trở về, vậy thì lũ khốn kia thật sự sẽ tưởng rằng trương hàng ta là phế vậy. Linh hải cảnh bé nhỏ, mà đòi đấu với yêu thú, đem xác yêu thú về, sẽ có người tin ngươi sao? Lừa mình dối người, loại phế vật nực cười, không có phụ thân ngươi, ngươi còn có thể như nào? Trương Hàng chỉ tỏ ra nhẹ nhàng đáp, lão béo, mau đến xem. Lão béo không khỏi thắm mắc khi nghe Trương Hàng gọi mình, thiếu chủ, ngài phát hiện ra cái gì. Tên Trương Hành và lão béo nhìn vào trong sơn động thấy Diệp Phong đang nằm ngủ trên linh thạch. Trương Hành vuốt vuốt cái cầm mặc dù nó không có một cọng dâu nào cả, học được rồi, tên đại gia ở bên trong châu bò thật, sao ta không nghĩ đến việc dùng linh thạch làm giường nhỉ. Lão béo đứng bên cạnh tỏ ra khá khó chịu, tên phế vật ngươi, không học những cái hay ho, lại đi học người ta bại ra. Trương Hành chỉ về phía Diệp Phong ra lệnh, học được rồi, lão béo giết chết hắn, tối nay ta phải ngủ trên giường linh thạch cực phẩm kia. May thay lão béo vẫn còn có não vội can ngăn, thiếu chủ, e là thân phận của đối phương không đơn giản đâu, không chừng hắn cũng người hộ đạo rất mạnh. Vì để bảo vệ tính mạng, chúng ta vẫn nên. Trương Hành cắt ngang, ta nói là giết hắn, ta không muốn nói lại lần thứ ba đâu. Lão béo chả biết nói gì cũng đành nghe theo, lão béo đành liều mạng lao về phía diệp phong trong khi đó tên trương hành vẫn đang mơ mộng nếu có thêm một cô gái thì càng hoàn mỹ hơn nào ngờ khi bàn tay của lão béo chuẩn bị chạm vào diệp phong một luồng ánh sáng từ đâu tỏa ra chém chết hai người bọn họ nguy hiểm quá suýt chút nữa thì để cho hai hai tên khốn này quấy giày chủ ta nghỉ ngơi rồi một con mũi bay cũng nằm trong tầm ngắm của tên hộ vệ đây là cái gì một con mũi có thể vượt qua được dấu hiệu mục tiêu tử vong có chút thú vị đó vừa hay có thể gây ra chút phiền phức cho chủ của ta, như vậy thì ta sẽ có cơ hội ra ngoài hóng gió rồi. Ngay lúc này Diệp Phong vẫn còn đang ngủ không hề hay biết trời trong mây gió gì. Sáng hôm sau, Diệp Phong thức dây liền không khỏi căn nhằn hệ thống, sau này nhất định phải bảo hệ thống cho mình cái chăn, bằng không giường linh thạch này cứng quá. Hệ thống hiện lên, tên Diệp Phong, tuổi 18. Cảnh giới khí động cảnh cửu trọng đỉnh cao. Thể chất phàm thể. Võ kỹ nhân cấp thượng phẩm, có thể mở rộng truy cứu. Ý cảnh tử vong kiếm tâm chi cản. Thần thông không. Vật phẩm đốn đan ngộ 120, có thể mở rộng truy cứu. Điểm bại ra 1410. Sản phẩm bại ra hôm nay lục phẩm cửu giai thiên lôi phù triện 1000. Lục phẩm cửu giai thiên lôi phù triện, tương đương với một đòn toàn lực của tử phủ cảnh cửu trọng. Điểm bại ra có hơn 14 vạn, đến lúc tăng sức mạnh rồi, tiêu hao 9. Diệp Phong đang định, tiêu hao 9 vạn 9 .000 điểm bại ra, Đột phá sức mạnh lên đến trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh cao. Sức mạnh bắt đầu tập trung lại, ngay lúc này Diệp Phong đang tập trung toàn bộ tinh thần sức mạnh để đột phá. Khi Diệp Phong mở mắt nhìn lại quá trình đột phá, cuối cùng cũng đã thành công. Diệp Phong bây giờ đã trở thành trúc cơ cảnh cửu trọng đỉnh cao. Mặt trời lúc này đã lên khá cao. Cảm giác liên tiếp đột phá hai cảnh giới lớn, bây giờ cuối cùng cũng là trúc cơ cửu trùng đỉnh phong rồi. Mình thật lợi hại. Diệp Phong có chút ủ rũ đáng tiếc mình đột phá chấn động như vậy lại không có một người nào chứng kiến vừa nói dứt lời thì đã có hai cái xác nằm ngay gần đó diệp phong cũng là ước nhưng mà nó lạ lắm diệp phong không hề hay biết gì miệng nó đây là tình huống gì vậy ngủ một giấc lại có thêm hai cái xác rồi sao đột phá của mình lại có sự chứng kiến của hai cái xác đúng là cố ý chơi mình hay sao hai cái xác này rõ ràng đã bị người khác giết rồi là người của đội hộ vệ đã làm đúng không vậy con côn trùng này rốt cuộc là sao Thôi bỏ đi, vẫn nên thu dọn đồ đạc rồi lên đường thôi. Ngay trước mặt là một cảnh tượng hơi kỳ lạ, xuất hiện một người đàn ông đang đeo nhẫn cầu hôn. Sư tôn, ta đem tất cả mọi thứ của ta giao lại cho người rồi, gả cho ta có được không? Ta đồng ý với người con gái. Con gái, con nhất định phải hạnh phúc. Không hiểu sao cô dâu chú rể này quen quá quen mắt, đến cả cha của cô dâu trông cũng rất giống danh trưởng lão. Bà xã, chúng ta hãy cùng nhau sinh một đội bóng nhé tất cả đều nghe theo ngươi. Nào ngờ chưa hạnh phúc được bao lâu, cô dâu đã thay đổi 180 độ. Tại nơi ở của Lạc Thiên Tuyết. Ta không đồng ý. Lạc Thiên Tuyết tỉnh dậy từ trong giấc mơ nhưng Diệp Phong lại đang nằm nghỉ ngơi bên cạnh. Ba xã sao vậy? Bên cạnh còn có Lạc Giao Giao, tỷ tỷ, tỷ đang làm ổn cái gì vậy? Thiên Tuyết tự trấn an bản thân, không sao, may mà chỉ là một giấc mơ. Cô lại tiếp tục nằm xuống, để ta ngủ một giấc cái đã thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm lạc thiên tuyết lúc này đã thật sự nổi giận không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau đó thì đột nhiên tinh hồn tông phát ra một tiếng nổ lớn thành nữ đại nhân muộn như vậy rồi ngài còn có chuyện gì sao thành nữ đại nhân tiếng nổ vừa nãy là sao vậy không có gì tâm ma mà thôi ở một khu rừng nào đó diệp phong nằm thẳng cẳng xuống đất mệt lả nơi ước gì có xe ngựa ở đây thì tốt mệt muốn chết rồi thế rồi cùng lúc hắn nghe thấy tiếng xe ngựa đi hắn nghĩ cuối cùng cũng tìm thấy xe ngựa ở chỗ của thương hội rồi thế là diệp phong nhảy cãng lên chào mạnh đường vũ lấy tay kéo nón xuống hỏi diệp phong là ai vì sao lại chặn đường của chúng ta diệp phong thấy vậy thì nhanh nhẩu nói muốn gia nhập đội buôn còn chưa nói hết câu thì mạnh đường vũ liền lạnh lùng nói ngươi cho là ta sẽ cho một kẻ không biết nội tình gia nhập thương đội sao đừng nằm mơ nữa nói xong liền nói với người trong hội lên đường tiếp không cần quan tâm đến diệp phong rồi diệp phong lại phải trơ mắt nhìn xe ngựa đi mất lại còn dối mù nghĩ sớm biết thế này thì ngay từ đầu mình cũng đã thành lập một thương hội rồi sao mà trước kia không nghĩ đến nghĩ nghĩ diệp phong liền dậm chân cho bõ tức nói ở thành trấn tiếp theo nhất định sẽ thành lập một thương đội làm xe ngựa rồi thuê người hầu hạ rồi tự nhiên một người trong thương hội ban nãy hỏi diệp phong muốn đi theo thương đôi sao diệp phong hỏi có chuyện gì hắn ta liền đáp công tử nhà hắn nói cho diệp phong cơ hội chỉ cần diệp phong có thể đánh thắng người tóc vàng đằng sau thì diệp phong sẽ được đi theo thương đội thôi diệp phong nói còn có chuyện tốt như vậy rơi vào người ta sao người tóc vàng nói hắn tên hoàng tiểu phi đang ở thần tàng cành của trọng đỉnh cao diệp phong nghĩ nghĩ nhìn hoàng tiểu phi thế nào cũng không nhìn ra hắn là thiếu chỉ của thương hội nói thế chứ diệp phong vẫn giơ tay chào tự giới thiệu đang ở trúc cơ cánh của trọng đỉnh cao hoàng tiểu phi nghe thế liền cười nói đừng nghĩ hắn ức hiếp diệp phong nha hoàng tiểu phi còn thản nhiên nói nói chấp diệp phong ba chiêu hơn nữa còn dùng thủ đoạn nào cũng được diệp phong tức anh ách rút mấy tấm bùa ra nghĩ tên hoàng tiểu phi này còn thích ra vẻ hơn cả mình nữa phải dạy dỗ hắn nếu không thì lại có lỗi với thân phận vai chính quá mà Mạnh Đường Vũ nhìn thấy mấy lá bùa trên tay Diệp Phong liền xông lên đẩy Hoàng Tiểu Phi ra hét lớn với hắn cẩn thận Diệp Phong rất nguy hiểm. Mạnh Đường Vũ lạnh lùng nói với Diệp Phong chẳng qua chỉ là một trận tỉ thí thôi sao thiếu chủ nhà ta thắng hay, tư đều sẽ để Diệp Phong gia nhập thương đội ngươi lại cầm chỗ phù triệt này chẳng phải quá đáng lắm hay sao? Diệp Phong nghe thế liền bảo chỗ phù triệt này chẳng qua chỉ là ta lấy ra chơi thôi cũng chẳng nghĩ hại thiếu chủ nhà ngươi. Diệp Phong liền sử dụng công năng thăm dò thiên cơ một lần cho dù Hoàng Tiểu Phi có thắng hay thua thì mình vẫn sẽ được gia nhập thương đội hệ thống liền thông báo lời đối phương nói đúng sự thật diệp phong thấy vậy liền nghĩ lần này lòng dạ mình hẹp hòi quá rồi mạnh đường vũ hỏi tám tấm phù triệt này e là át chủ bài của diệp phong thế mà diệp phong lại nói lấy thứ đồ này ra chơi có quỷ mới tin hoàng tiểu phi đứng bên cạnh đần mặt ra cái đầu hiện ra mấy dấu hỏi chấm nghĩ nghĩ loại hồ lô ngọt hồ lô mà còn ngọt sao diệp phong thở dài nói nếu các người đã không tin cùng lúc đó diệp phong hất mấy tấm phù lên thế là cả một khoảng không gian đằng sau nổ tung hắn híp mắt nói ta phải cho các ngươi một màn pháo hoa coi như nhận lỗi vậy còn nói đây chính là hành động nghệ thuật của ta mà thôi, Mạnh Đường Vũ thoảng thốt hết nên hỏi Diệp Phong chơi thật đó à bên cạnh mặt hoàng tiểu phi sáng rực. Ở ngoài rừng vì nghe thấy tiếng đổ nên có người hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế, Mạnh Đường Vũ thở dài nói ta tin ngươi lần này thứ lỗi cho khẩu khí ban nãy của ta. Diệp Phong nghe thế liền đem phân pháp phù triệt cho mọi người còn bảo sau này vẫn xin nhờ các vị giúp đỡ một chút. Hoàng tiểu phi cầm mấy tấm phù nên hỏi Mạnh Đường Vũ hơn 100 tấm hồ lô này là sao đây? Mạnh Đường Vũ nghe Hoàng Tiểu Phi nói thế liền khóc ròng ròng giải thích cho hắn hiểu cái này gọi là phù triệt chứ không phải là hồ lô một tấm phù này bằng với 100 triệu linh thạch cấp thấp đó. Sau khi phân phát hết phù triệt Diệp Phong hồn nhiên nói xin các vị trong thương đội giúp hắn hoàn thành một lần. Hành động nghệ thuật là một màn tiệc thiên lôi đi hãy ném hết những tấm phù triệt thiên lôi trong tay các vị lên đi. Mấy người cầm phù triệt nghĩ đầu óc của Diệp Phong rõ ràng có vấn đề. Nói xong cái mũi của Diệp Phong cũng dài ra luôn hắn nghĩ nhiều người như thế này vừa hay lại có người giúp hắn bại sản sau này cho bọn họ chút lợi ích còn cả phần thường nữa mình đúng là một bại gia thiên tài mà mạnh đường vũ nghĩ nghĩ diệp phong vậy mà có thể lấy ra một số lượng lớn phù triệt lục phẩm cấp chín sợ là thân phận của hoàng tiểu phi cũng không thể đánh bại được diệp phong nghĩ xong liền nói diệp phong hay là chỗ phù triệt này vẫn là ngươi nên cầm lại thì nghe hoàng tiểu phi gọi diệp phong là đại ca còn hỏi diệp phong nói thật sao vậy ta ném hết nhé diệp phong nói đương nhiên là thật rồi mau mau ném hết đi sau đó hết bảo mọi người nghe lệnh ném phù triệt nhé thế là một tiếng động kinh thiên động địa vang lên khiến cho cả con chim cũng thấy váng đầu vì ném nhiều phù triệt quá nên đã tạo thành một có hố ó người thoảng thốt nói với Diệp Phong thế mà lại tiêu tốn hơn 80-90 triệu tấm phù triện như vậy cũng quá ảo rồi đi. Có người lại nói lần này trở về ta có thể dùng thiên lôi này cả đời luôn. Hoàng Tiểu Phi khóc hu hu bám lấy mạnh đường vũ nói nếu sau này phụ thân mắng chửi ta bại ra ngươi nhất định phải làm chứng cho ta, ta không đủ bại ra. Ở bên kia Diệp Phong nghe thấy thông báo của hệ thống chúc mừng hắn đã làm bại hết sản phẩm bại ra hôm nay ban thưởng 1.000 điểm bại ra còn ban thưởng thần thông thiện ác Phật đà. Diệp Phong liền trở lên vui vẻ nghĩ lần này có thể đạt được thần thông nhờ có những người trong thương hội này còn báo hệ thống cho mỗi người 100. Chưa nói xong hệ thống đã nói tối đa là một vạn linh thạch cực phẩm chỉ một vạn không thể nhiều hơn thế là xoẹt xoẹt vài cái trong tay đoàn thương đội mỗi người đều có một viên linh thạch xanh xanh mặt. Những người trong thương hội đều hỏi chấm Diệp Phong liền nói đây là lời đa tạ vì vừa nãy các vị đã ném giúp ta những tấm phù triện đó còn mong chỗ linh thạch cực phẩm này khiến mọi người không chê. Mấy người đó nghe thấy liền sáng mắt ra còn nghĩ đang ở trong giấc mơ nữa. Mạnh Đường Vũ cầm linh thạch trong tay nghĩ mỗi người một vạn miếng linh thạch cực phẩm ở đây có tổng cộng 108 người tính ra là 108 vạn sao. Hoàng Tiểu Phi rớt nước mắt nói với Mạnh Đường Vũ là bình thường các ngươi đều mắng ta bại ra rốt cuộc ta bại ra chỗ nào đợi ta quay về ta phải nói chuyện. Này với phụ thân để phụ thân biết nỗi oan ức hơn 10 năm nay của ta Mạnh Đường Vũ nói cái gì cơ không có Diệp Phong bại ra ngài còn muốn học theo Diệp Phong sao. Diệp Phong đằng xa xa nhìn qua thì sốc nghĩ hai người họ không phải đang tán tỉnh ve vãn nhau đấy chứ. Hoàng Tiểu Phi bị Mạnh Đường Vũ nhéo cái má đau điếng thì có người gọi Mạnh Đường Vũ nói Trương Hải ta rất là biết ơn sự chăm sóc của thương. Hội như lần này đường đi nguy hiểm bây giờ lại có một vạn linh thạch cực phẩm ta cũng không muốn đâm đầu vào chỗ nguy hiểm nữa mọi người nghe. Thế liền nhao nhao lên tiếng nói muốn về nhà nói xong còn không cần sự đồng ý tất cả đều bỏ đi khiến bây giờ chỉ còn lại ba người Diệp Phong. Diệp Phong chu cái miệng lên nghĩ mọi người có lòng tốt đưa mình đi cùng mình lại làm cho thương hội tan đàn sẻ nghe biết vậy thì đã không cho một vạn linh thạch cực phẩm rồi. Diệp Phong liền nghe thấy hệ thống thông báo chúc mừng vì đã bại gia thành công, thưởng 200 điểm bại gia và thưởng huyết tham đan đan phương. Diệp Phong liền nhảy xuống xe ngựa nói với Mạnh Đường Vũ lời xin lỗi hắn cũng không ngờ là những người đó lại. Tham của bất chính như thế vốn là định mỗi người một tỷ linh thạch may mà mới chỉ có một vạn linh thạch cực phẩm thôi. Mạnh Đường Vũ nghe thế liền tức giận hét lên nói nếu mà ngươi cho bọn họ một tủ thật vậy thương hội chúng ta còn mở ra làm cái gì nữa, nếu chỉ dựa vào của trời cho vậy còn cần phải nỗ. Còn chưa nói hết câu Mạnh Đường Vũ đã tức ói máu rồi, Hoàng Tiểu Phi liền nói với Diệp Phong xém nữa làm cho Mạnh Đường Vũ tức chết rồi. Mạnh Đường Vũ nằm xuống như sắp thăng thiên đến nơi vậy Diệp Phong nói Mạnh quan gia à với tình hình bây giờ của ngài cần có một thiên tài địa bảo gì mới có thể chữa lành. Tương tích được thế là Diệp Phong giải mấy viên đan dược cực phẩm ra rồi nhìn nhìn nói hình như không thấy có cái nào dùng được cả Mạnh Đường Vũ thấy thế liền bật dậy. Hoàng Tiểu Phi mở to mắt ra nói cửu Diệp hồi hồn thảo, kim tầm tinh diệu thạch, tử lôi cuồng sư đại yêu tinh huyết, đốn ngộ đan, kiếm tâm tê giai e, toán phiến thiên huyền bí thuật đốn ngô đan những đan dược này ta nhớ chỉ có ở trong sách cổ thôi chứ mạnh đường vũ nói đúng thế rốt cuộc thì diệp phong muốn giúp chị thương hay là đang cố ý phô trương đây diệp phong thở dài thường thật nói những thứ mà ta có vẫn ít quán thời khắc mấu chốt lại chẳng có tác dụng gì cả hoàng tiểu phi và mạnh đường vũ nghe thế đơ hết cả người diệp phong nói với mạnh đường vũ là chắc ngài cũng rõ thương tích của bản thân mình hơn ta cần đan dược như nào diệp phong ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng sau đó diệp phong một tay khỏi động hệ thống mạnh đường vũ nghĩ tên này lại bắt đầu phô trương rồi sau đó Mạnh Đường Vũ nói ta bị khí huyết công tâm cần một miếng huyết tham đan phương bát phẩm mới có thể trị thương được hơn nữa còn cần phải là ngũ văn trở lên mới được. Diệp Phong nghĩ huyết tham đan sao hình như vừa rồi mình được ban thưởng là huyết tham đan phương thì phải thế là. Diệp Phong nói với hệ thống lấy huyết tham đan bát phẩm số lượng 10 viên cho dù có bao nhiêu thì cũng đưa hết cho ta. Hệ thống thông báo có tổng cộng 80 hũ đan dược tiêu hao 8.000 điểm bại ra đạt được 10 viên viên huyết tham đan bát phẩm cửu. Văn Diệp Phong nghe thế liền hỏi lại mới tốn 8.000 thôi sao chỗ đan dược hệ thống kia đi đâu cả rồi hệ thống liền hiện nên không biết nữa. Hoàng Tiểu Phi nhìn Diệp Phong múa may tay chân nói với mạnh đường vũ ngươi vì sao lại gây khó dễ cho người ta quá. Vậy Diệp Phong chẳng qua là chỉ thích ra vẻ thôi mà mạnh đường vũ nói hắn sẽ không gây khó dễ với Diệp Phong nữa. Ở bên kia Diệp Phong vẫn rằng co với hệ thống. Hắn nói lần trước mở võ kỹ địa cấp có phải cũng nút chừng ta rồi đúng không hệ thống thông báo đang có người tìm Diệp Phong hóa ra lại là mạnh đường vũ hắn nói nếu không có thì tôi hắn. Chỉ đùa một chút thôi dù gì thì huyết tham đan cũng sẽ sớm thất truyền chưa nói được hết câu thì Diệp Phong liền dơ viên đan dược lên nói mạnh quan gia à ta tìm thấy huyết tham đan rồi này. Mạnh đường vũ sốc ngang nói đây chẳng lẽ là huyết tham đan thật sao chẳng lẽ còn là cữu văn. Diệp Phong thấy mạnh đường vũ ngây ra thì thúc giục hắn mau mau sử dụng huyết tham đan đi. Mạnh đường vũ nghĩ đan dược cực phẩm này ta có muốn mua cũng không mua được lại liền nói với Diệp Phong là thật ta vết thương. Cũng không nghiêm trọng lắm nghỉ ngơi một lát là sẽ khôi phục ngay thôi không cần dùng tới loại đan dược quý báu như này đâu. Diệp Phong gãi gãi đầu nói quý báu sao viên đan dược nứt này thì quý cả quỷ gì hai người Hoàng Tiểu Phi nghe thấy cũng chẳng nói nên lời. Mạnh đường vũ thoảng thốt nói đan dược nứt đây là cửu văn trong truyền thuyết đó. Đôi mắt của Hoàng Tiểu Phi sáng rực nói có lẽ đối với Diệp Phong mà nói thì là vậy đang nghĩ không biết Diệp Phong muốn làm gì thế mà hắn lại định cho con ngựa ăn huyết tham đan. Mạnh đường vũ hét lớn nói đừng mà, hệ thông lại thông báo chúc mừng bại gia thành công ban thưởng 3.000 điểm bại gia. Diệp Phong nhìn thấy liền đỏ mặt che miệng cười nghĩ mặc dù đã tốn nhiều điểm bại gia nhưng điểm số kiếm được cũng nhiều như vậy thì mình có thể kiếm được một vạn chín nghìn thế là liền ném đan dược vào miệng cho ngựa ăn hai người mạnh đường vũ một người khóc không lên lời một người cầu xin diệp phong đừng bại ra nữa mà diệp phong ném gần hết đan dược cho ngựa ăn còn viên cuối cùng diệp phong liền nhìn qua mạnh đường vũ mạnh đường vũ bất lực nói ta ăn ta ăn ăn xong thì thấy mùi vị cũng khó được hoàng tiểu phi liền nói với mạnh đường vũ là cuối cùng thì hắn cũng biến thành loại người mà bản thân căm ghét nhất rồi hệ thống lại thông báo với diệp phong là tuân thủ tiêu chuẩn phương thức bại gia chúc mừng ký chủ bại gia thành công ban thưởng 3.000 điểm bại gia huyết tham đan cửu văn 11.000 viên. Diệp Phong nghĩ xem ra vết thương của mạnh đường vũ cũng không quá nghiêm trọng mấy lúc này ăn huyết tham đan cửu văn quả là bại gia hắn nghĩ 1.000 viên thì ăn thế nào đây? Thế rồi đánh mắt qua Hoàng Tiểu Phi hỏi hắn có muốn ăn huyết tham đan cửu văn này không? Hoàng Tiểu Phi ngạc nhiên hỏi ta cũng có phần sao? Diệp Phong hắn biết hắn ta giàu, nói với Hoàng Tiểu Phi, ăn đi ăn đi, mấy viên đan dược này ta còn nhiều lắm, bảo đảm no. Gì cơ? mấy viên đan dược này thế mà có thể nói là ăn no được à, Diệp thiếu cậu vì bại gia mà nói như thế cũng được sao. Mấy phút trôi đi, không biết Tiểu Phi đã dùng đan dược hay chưa, chỉ thấy cả ba huynh đệ cùng ngồi vào xe ngựa nói với nhau. Tiểu Phi nói, cuộc sống bại gia thật không tệ, phải rồi người ta gọi đó là định luật tát mạnh vào mồm. Tiểu Phi cậu vui vẻ nói tiếp với Diệp Phong, Diệp ca sau này chính là đại ca của Hoàng Tiểu Phi ta, sau này cần gì huynh cứ việc nói, để đây sẽ ra sức giúp đỡ. Được được được, Tiểu đệ này Diệp Phong cậu ta nhận nhưng không hiểu vì sao Diệp Phong vừa dứt câu tôi liền thấy nhan sắc Đường Vũ cậu ta như thăng lên mấy cấp. Chạm vào mép vai, hắn dùng ánh mắt long lanh nhìn Tiểu Phi vừa nhìn vừa cất giọng nhẹ nhàng nói, "Tiểu Phi, đợi trở về rồi, ta sẽ giải thích cho phụ thân ngài hiểu." Cái gì? Thoát một cái bầu không khí thay đổi làm Diệp Phong cậu giật thót, nhìn hai người như có ý sắp nên duyên với nhau ở đó mà cậu chỉ biết mồm chữ ô mắt chữ a. À. Thầm nghĩ, chẳng lẽ loại chuyện tranh này vẫn còn phát triển theo kiểu đó sao ta? cứ ngỡ tiếp theo hai người sẽ làm gì khiến con dân gào thét vậy mà chỉ thấy hai người vũ và phi ôm nhau khóc hu hu đừng vũ cậu hết. ngài thật không đủ bại gia hơn 10 năm nay đã chịu nhiều oan ức rồi tầm nhìn của hội trưởng hẹp quá tôi xem đến đây mà thấy buồn cười làm gì có chuyện bày tỏ gì ở đây chứ chỉ là diệp thiếu đây suy nghĩ nhiều rồi phải rồi các ngươi nói huyết tham đan là đan dược quý báu nhưng nó quý báu chỗ nào còn không phải bậc thấp nhất diệp phong tò mò hỏi đường vũ đáp rằng đó là đan phương quý báu Đan phương ở đây có thể hiểu là một phương pháp đặc biệt để luyện nên huyết tham đan ít người biết đến. Diệp Phong ngay song thắc mắc đan phương là gì. Diệp thiếu, hiệu quả chữa lành của huyết tham đan này rất tốt, là một trong những loại đứng đầu danh sách các loại đan dược, Đường Vũ còn cho biết thêm, dù là loại đan dược được luyện chế hay tìm các loại thảo dược mang tính linh thiêng thì cũng không khó, nhưng chỉ có duy nhất bí quyết của loại đan dược này là thất truyền. Cậu nói tiếp, bây giờ, huyết tham đan nếu dùng một viên coi như thiếu một viên phương pháp không được truyền lại cho đời sau nên huyết tham đan càng trở nên quý hiếm hơn nữa. Bạn nghĩ Diệp Phong cậu ta không có ư, lầm rồi, đan phương thất truyền của huyết tham đan sao, ta có thứ đó, cậu vừa chỉ tay vào đan phương vừa tỉnh bơ nói. Đường vũ há hốc khi biết vị sư huynh này còn có cả huyết tham đan chân quý như vậy. Cậu nhanh chóng cầm lấy đơn thuốc, miệng thì nói đọc không hiểu nhưng tay thì cầm ngược lúc nào không hay. Cậu nói luyện thì mới biết nhưng mạnh đường vũ cậu tin vào Diệp Thiếu, tiểu phi có chút hoài nghi hỏi đây thật sự là đan phương thật sao. Diệp Phong không chút do dự bảo với Tiểu Phi, đương nhiên là thật rồi, hơn nữa ta còn có thể giao nó cho thương hội các ngươi. Tiểu Phi nghe xong mừng rơi nước mắt, tốt quá cảm ơn đại ca. Nhưng đây không phải quà miễn phí, Diệp Phong yêu cầu, lợi nhuận bán thuốc sau này, ta lấy một phần, hơn nữa còn phải tặng cho tông môn ta. Ngốc gì mà không dám nắm lấy, cơ hội này quý như vậy, Tiểu Phi vừa mừng vừa nói, không thành vấn đề ta đồng ý thay cha ta. Khi đã thành công lôi kéo, Diệp Phong liền đã nghĩ đến cảnh được sư tôn Lạc Thiên Tuyết yêu thương nghĩ đến đây mà cậu như được thăng thiên vì sướng. Thầm nghĩ dù hao tâm tổn sức, nhưng miễn sư tôn thích cậu sẽ giúp tông môn ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Cậu nói với mấy đệ, đúng rồi chỗ hàng hóa kia bao nhiêu tiền ta mua hết, rồi vứt đi, mạnh quan gia ngươi và tiểu phi theo ta về tông môn một chuyến, vừa hay nhận biết đường luôn. Như có thuật ngự kiếm mà Diệp Phong cậu không cần đi bộ nữa, nói rồi cậu, mạnh vũ đường và tiểu phi cùng lên đường trở về tông môn. Tiểu phi rất mừng được Diệp Phong giúp đỡ, lại càng muốn biết thêm về tông môn của huynh đường trở về tông môn khá xa xôi ít nhất cũng mất 3 ngày diệp phong cuối cùng cũng có giường để ngủ nhưng tại lúc đó ở phòng kế bên đường vũ hấp tấp hỏi tiểu phi thiếu chủ hội trưởng nói thế nào không còn luyến tiếc gì nữa tiểu phi nét mặt biến sắc mệt mỏi nói mạnh quan gia phụ thân nói ta chết chắc rồi trong lúc đó tại tổng bộ thần hải thương hội hội trưởng thương hội thần hải hoàng đại hải phụ thân của hoàng tiểu phi khi biết tin thủ hạ rời đi hàng của thương hội cũng không còn mà tất cả chuyện này là vì nghe theo tên Diệp Thiếu nào đó. Chật, ông bảo, điều ta lo lắng nhất bây giờ là sự an toàn của họ, phiền ông đi một chuyến đưa bọn họ trở về. Lão già có mặt ở đó tên Mạnh Hải Phong, ông liền nghe theo, nói, hội trưởng yên tâm, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đi tìm bọn họ. Ngày hôm sau khi mặt trời đã lên được đỉnh đầu, Diệp Phong cậu ta đang kiểm tra sản phẩm bại ra hôm nay, thì thấy có sản phẩm mới là một vạn mảnh vỡ đầu chiến thánh thể. Hệ thống liền giải thích, Đầu chiến thánh thể là một loại thể chất chiến đấu cực kỳ mạnh, thương tích càng nghiêm trọng thì có thể bộc phát ra năng lượng càng mạnh, càng đánh thì càng hăng. Diệp Phong bất ngờ, không ngờ trên đời còn có thứ này nữa sao, liền đòi hệ thống, hệ thống không thể cho ta dùng thử một lần sao? Muốn xin cũng không thể xin, hệ thống này rất khó đoán, không cứng ngắc như hệ thống thông thường, hiện ra mà cảnh báo Diệp Phong cậu, cảnh báo điểm bại ra, xin ký chủ đừng làm chuyện ngu ngốc, Đầu chiến thánh thể này mạnh nhưng không hợp với ngài nói rồi hệ thống còn biết cách làm hụt đi mong đợi của người khác, nói, không cần để ý đến loại thể chất rác rưởi này. Cái gì cơ, thể chất rác rưởi ư, loại thể chất mạnh như vậy mà có thể gọi là thể chất rác rưởi nếu không tự dùng được thì thật thì có phải uổng phí quá không? Trong lúc cậu đang mãi mê suy nghĩ thì hai sư đệ kia đã chuẩn bị xong bữa sáng, Tiểu Phi nhiệt tình mời cậu qua ăn cơm, nói, Diệp ca mau qua đây, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Diệp Phong cậu thấy cách mời cơm nhiệt tình này có chút hơi quen quen, Cậu đoán không nhầm lúc trước tên béo Lý Phi cũng có cách phục vụ nhiệt tình này giống Tiểu Phi. Nhớ lại chuyện cũ không bao lâu đã nghĩ ra một kế rất hay. Cậu ngồi xuống bàn nói với Tiểu Phi, "Tiểu Phi ngươi nghĩ thế nào về những tu sĩ lên tiền tuyến chiến đấu?" Tiểu Phi trả lời cậu rất tôn kính những tu sĩ, dù trong cậu hơi quần áo lụa là, cũng không coi trọng tu đạo. Tiểu Phi ý muốn nói dù cậu trông hơi yếu đuối, không coi trọng tu đạo lắm nhưng vẫn rất tôn kính những tu sĩ đó. Đường Vũ cũng nói năng lực của Tiểu Phi thiếu gia nhà mình rất kém không phải cậu không nỗ lực mà là bẩm sinh đã như vậy rồi diệp phong ngay xong liền thầm nghĩ hỏi hệ thống những thứ như năng lực hay linh căn của đầu chiến thánh thể có yêu cầu gì không hệ thống bảo rằng không có chỉ cần không ngừng chiến đấu sinh tử thì thực lực sẽ càng tăng trong chiến đấu còn có thể tiếp thu và hiểu thấu được võ kỹ siêu mạnh đầu chiến thánh thể rất kỳ lạ và cao sâu nói rồi diệp phong cậu thầm chửi mẹ nó nói là thể chất rác rưởi mà viết bài giới thiệu đỉnh vậy Hệ thống đây là không muốn Diệp Thiếu cậu dùng đây mà, như muốn gián tiếp nói rằng thả cho người khác dùng chứ cậu thì thôi bái bai. Hiểu rồi Diệp Phong quay sang hỏi Tiểu Phi rằng Tiểu Phi có đồng ý trở thành tu sĩ sung phong tiền tuyến không? Hoàng Tiểu Phi chắc chắn sẽ không đồng ý vì cậu chỉ giỏi cái tốc độ chạy trốn thôi. Tiểu Phi cậu cười nhạt nói với đại ca, Diệp ca, làm ra làm, chơi ra chơi chứ đừng lấy tính mạng ta ra làm trò đùa. Cậu thừa nhận, không phải ta khoe mà là ta không chiến đấu được, nhưng được cái ta chạy trốn giỏi. Diệp Phong nghe xong liền cười một cái hỏi có thật vậy không bằng dáng vẻ gì tôi cũng không rõ, chỉ thấy sau lưng có hơi âm u làm Tiểu Phi có chút hoảng. Được rồi, để ta kể cho hai người nghe một câu chuyện, trước đây có một soái ca nắm trong tay một vạn mảnh vỡ tử vong kiếm ý nhưng trong lòng thì lại không muốn giữ. Không biết vì lý do gì lại đưa cho một tên béo cực kỳ ghét kiếm tu, bảo tên béo đó sử dụng kiếm tử vong đó, đố mọi người biết soái ca đó là ai. Tiểu Phi thầm nghĩ ai đời nào lại nhận mình là soái ca, nhưng không dám cắt ngang lúc đại ca đang nói chuyện câu chuyện thứ nhất đến đây thôi diệp phong tiếp tục kể câu chuyện thứ hai rằng đầu chiến thánh thể là một loại thể chất cực kỳ mạnh mà thể chất này vừa hay ở trong tay của vị soái ca đó nhưng hắn lại muốn đem đầu chiến thánh thể này tặng cho một người tuy không biết đánh nhưng lại rất giỏi chạy trốn có lộ liễu quá không vậy nói đến đây ai chả biết diệp thiếu cậu nhắc đến ai tiểu phi nghe xong liền nhận ra được vấn đề liền bật dậy chờ sẵn cơ hội để thoát thân thầm nghĩ muốn nghiêm túc nói tên ta thì cứ nói luôn là được rồi mà. Lập tức Tiểu Phi biện minh, Diệp ca, chuyện của Huynh thật là tuyệt vời, nhưng mà vừa rồi ta đùa thôi, ta kính phục những người kia còn không kịp, sao ta có thể sợ chết mà chạy trốn được. Nếu không phải ta dị tật bẩm sinh thì ta hận không thể ngay lập tức tham gia cuộc chiến sinh tử đầy thú vị kia, mạnh quan gia, ngươi nói có phải không? Mạnh đường vũ nghe xong không tin vào đâu được, chỉ thấy tiểu phi có những điểm này, sợ chết, bất tài, muốn buông xuôi, Diệp Phong liền nghĩ, thằng nhóc không nên thân ngươi chê chứ gì nếu không thể trực tiếp ra tay ông đây sẽ giao quyền quyết định cho đường vũ cậu nói cơ hội chỉ có một nếu ngươi muốn thiếu gia nhà ngươi có tiền đồ thì mau trói hắn lại đường vũ thấy thiếu gia nhà mình bất tài như vậy sao có thể bỏ qua mà bỏ mặc để thiếu gia chạy trốn đa tạ diệp thiếu tác thành tuy nhiên với tính cách của tiểu phi cậu sao có thể đồng ý vừa chạy cậu vừa cầu xin mạnh vũ đường mạnh quan gia đừng đừng mà nếu phụ thân ta biết ta có loại thể chất mạnh mẽ này chắc chắn sẽ bắt ta đi đánh. Chưa kịp dứt câu thì bồ câu đã bay tới, coi như chuyến này tiểu phi đi đời. Bắt trói thành công, tiểu phi không ngừng nài nỉ cầu xin cứu giúp, cậu khóc ròng, liên tục bảo không muốn. Đường vũ thấy vậy tát cho cái vào mông, bảo đừng ồn, tiểu phi hư quá, đừng làm ồn không bố đường lại và thêm cho mấy cái đấy. Chuẩn bị lên ca đây, Diệp Phong cậu ta dặn đường vũ, lát nữa ấn hắn xuống, được, Diệp thiếu, phiền cậu rồi. Đến đây tiểu phi còn loạn hơn nữa cậu la hét Ta không muốn lên tiền tuyến Ta sẽ làm hỏng việc mất Cậu liên tục vùng vẫy Đường vũ trấn an cậu Tên tâm đi thiếu ra Khi nãy Diệp Thiếu đã nói rồi Không đau chút nào Cậu là dũng cảm nhất mà Thời khắc đã đến Diệp Phong từ từ đưa đầu chiến thánh thể lên chán tiểu phi Chính nó X 100.000 lần Diệp Phong ra tay Cậu nhét mạnh vào chán của tiểu phi a a à, a à, à, Tiểu phi không nhịn được đau mà la hét điên cuồng một lúc sau khi thành công nhét đầu chiến thánh thể vào người tiểu phi, cậu như chết đi sống lại, không chịu được mà ngất đi. Thấy thiếu gia nhà mình ngất đi như vậy, Đường Vũ không khỏi lo lắng mà hỏi Diệp Phong, "Diệp đại phu, triệu chứng này của tiểu phi là bình thường sao?" Diệp Phong nói, "Quá trình rất thuận lợi, quan sát trước đã." Hai người cùng nhau quan sát nhưng không thấy tiểu phi có động tĩnh gì thay vào đó là bầu trời dần biến sắc, tin được không? Mới lúc nào còn trong xanh mà bây giờ cả một bầu trời như biến thành một biển máu, đỏ rực không hiểu nguyên do nhận thấy điều bất thường hai người hô to lên đó là gì vậy sao bầu trời lại biến đỏ rồi không phải sắp xảy ra tai họa gì rồi đấy chứ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chốc một cái hàng trăm vòng hồn hiện ra vụt lên trời khiến diệp phong kinh ngạc đường vũ bất ngờ một luồng ánh sáng chói lóa hòa với không khí nóng rực và trong luồng ánh sáng đó chính là thiết mã trường đao hệ tặc phá đảm huyết nhiễm bạch phát hề định càn khôn huyết hồng đã trở thành chủ lưu của đại địa hắc ám, chỉ là bắt đầu loạn thế. Không ai khác đó chính là Hoàng Tiểu Phi, cậu như thể biến thành một người hoàn toàn khác, khắp người từ đầu đến chân đều bóng loáng, biến thành màu vàng chói lóa, trong tay cậu cầm thanh trường đao, một loại vũ khí truyền thống của Trung Quốc, trông siêu mạnh siêu trâu. Khoảnh khắc thật tuyệt vời nhưng thời lượng thì không kéo dài được lâu, sức mạnh đột nhiên phong tỏa đi tứ phía, khiến Diệp Phong và Đường Vũ phải ra sức chống chịu. Dần dần luồng sức mạnh dần tan biến và mọi thứ trở lại bình thường đầu chiến thánh thể này quả thực mạnh mẽ có thể khiến một người thay đổi từ sức mạnh đến cả tinh thần như vậy mọi thứ thật đáng kinh ngạc đường vũ xúc mồ hôi phải thốt lên đầu chiến thánh thể thật là đáng sợ vừa thở vừa nói nếu thiếu gia không tiến bộ căn bản không xứng có đấu chiến thánh thể này cũng trong lúc đó hệ thống lần lượt báo tin chúc mừng ký chủ nhận được một nghìn điểm bại gia nhận được phần thưởng trận kỳ âm dương mê tung trận bậc 9 cửu phẩm sao chỉ được một cây cờ trong cùi thế này diệp phong cậu tức giận nói hệ thống, cái quái gì thế này, cậu gọi đây là phá thể chất. Hệ thống giải thích thêm, phần thưởng này có thể giải phóng linh lực kích hoạt, có thể bố trí âm dương mê tung trận, có thể giam cầm cường giả độ kiếp cảnh cửu trùng đỉnh phong, thời gian duy trì 10 tiếng, vật phẩm dùng một lần sẽ tiêu biến, lưu ý vật này không kích hoạt phần thưởng bại ra. Nghe xong vẻ mặt Diệp Phong rõ thỏa mãn, thứ này cũng không tệ, nếu có nó buổi tối cậu có thể ngủ ngon giấc mà không sợ ai quấy rầy rồi. Nhưng đừng nói nhiều ký chủ ơi, cái này rất thích hợp với bại ra đó quay lại với tiểu phi cậu bây giờ đã tỉnh lại ngọ ngoại hỏi đã xong chuyện chưa sao ta không có cảm giác gì cả cậu cứ ngỡ đã thất bại nên lấy làm tiếc nuối nói huynh thật sự đã trôn cất thể chất này cho đệ mất rồi cũng do cậu không có cảm giác nên bị lầm tưởng chứ sự thật là chỉ cần cậu luyện tập sau này cậu chắc chắn sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần mạnh đường vũ nghe xong liền xông tới mặt thì nghiêm túc tay thì xé áo nhấn giọng nói không đâu thiếu chủ sau khi chúng ta đưa diệp thiếu về tông môn ta sẽ mời hội trưởng đích thân tới chỉ dẫn cho cậu sau này tất cả chiến đấu giữa tôi và cậu sẽ là chiến đấu sinh tử nếu cậu không nghiêm túc đánh ta cũng chắc chắn không nương tay nếu cậu chết thì ta sẽ đi theo cậu bố đường thân hình sexy một tay chống hông một tay đỡ thiếu ra ôi thật là một cảnh tượng khiến người khác cạn lời diệp phong không muốn dòm mà quay lưng đi tay che che nói tiểu phi tự cầu phúc đi nhé ba người lại tiếp tục lên đường. Lái trên thanh kiếm, đường vũ nói, sắc trời đã tối rồi chúng ta mau tìm một nơi để nghỉ ngơi đi, Diệp Phong ung dung đáp, ưng vậy phiền mạnh quan ra rồi. Trên đường đi Tiểu Phi không nói gì, chỉ im lặng ngồi phía sau đường vũ, Diệp Phong tự hỏi không biết mạnh quan gia nói gì với cậu mà suốt ngày này cậu tự kỷ như vậy, cậu thầm mỹ. Tìm một hồi cũng chọn ra được nơi để nghỉ ngơi, đêm nay nghỉ ngơi ở đây đi, đường vũ cậu nói, Diệp Phong khen cậu thật có kinh nghiệm, ngủ ngoài trời thật phong phú mạnh quan gia tiểu phi gọi lớn vừa miếu khóc tiểu phi cậu vừa nói từ bây giờ trở đi xin hãy chỉ dạy cho ta đường vũ nắm lấy vai cậu tỏ vẻ đồng ý xem ra tiểu phi nhà ta đã nghĩ thông suốt rồi quyết định nhanh thật đấy diệp phong thầm nghĩ lúc trước không phải là chống đối rất mãnh liệt à sao mới có một ngày mà đã thay đổi rồi thôi rồi cậu cũng bỏ qua xem xem lá cờ mới nhận hôm qua có công dụng gì Xem xét một hồi thì cậu cũng quyết định dùng lá cờ này mở thành một tấm chắn to và tròn, thuận tiện cho cả cậu. Tiểu Phi và Đường Vũ, Diệp Phong thì để yên tâm nghỉ ngơi, còn Tiểu Phi và Đường Vũ thì dễ dàng luyện tập không bị ai làm gián đoạn. Dựng xong, hai người chém nhau soảng xoảng, các ngươi tự đánh nhau, 100 viên huyết tham đan ta để đây, có cờ ở đây sẽ không ai làm phiền các ngươi đâu. Biết rồi, Diệp thiếu, Đường Vũ nói. Mạnh quan gia, ngươi phân tâm rồi, Tiểu Phi nhân cơ hội đá một phát, ôi không trượt rồi, không tốt. Đường vũ bay lên, có nợ thì trả, ngươi đánh ta ta đánh lại, đường vũ trả chiêu của tiêu phi, tiểu phi khinh suất đâm ra dính chiêu. Đường vũ đắc ý nói, thiếu ra, ngài tưởng ta không có đao thì sẽ không chiến đấu được sao hử, hãy đỡ này. Trong khi đang luyện tập hang say, lão già áo choàng xám được cử đi tìm tiểu phi và đường vũ đã lần ra được hai người họ. Không biết do ông nghe thấy giọng hay thấy được hai người họ mà dây sau đã khựng lại vì bất ngờ. What the hell, cái lề gì thốn, mắt chữ ô mồm chữ A, nhìn nhìn xem, một tên sợ chết bất tài vô dụng không dám đụng tới ai thế mà bây giờ lại đi đánh nhau, lại còn đánh với kẻ đi theo hầu. Lão già mạnh hải phong đứng bên ngoài xem mà tôi không nhịn được mồm, lúc này tiểu phi đang kẹp chặt cổ đường vũ, nói, mạnh quan ra, ngươi coi thường ta quá rồi đó. Đường vũ khinh thường nói, chỉ một chút sức lực này mà muốn kẹp lấy ta ư, nhìn đây. Lão già bên ngoài giật mình, chỉ phút chốc mà đã lật ngược được đối thủ như thế lại còn là với con trai của hội trưởng ôi trời ơi đừng đánh nữa hai tên tiểu tử thối này quả đúng như lời hội trưởng nói điên hết rồi ta cần phải ngăn bọn chúng lại nói rồi lão già xông vào ôi trời ơi cái lều gì thế này mắc cái quần gì mà cứng giữ lão già không biết tự đâm đầu vào thế là lăn đùng ra đó luôn lão già sau khi tự đâm đầu vào thì ngồi bất động ngơ ra một cục đáng ghét mẹ nó sao lại có trận pháp, trận kỳ gì ở đây vậy, ta không hiểu gì về trận pháp, còn là trận kỳ cao cấp, đời thật chó mà, ông bực tức nói trong bất lực. Bùm bùm chát chát, Tiểu Phi và Đường Vũ soảng nhau hang quá. Tiểu Phi và Đường Vũ bùm bùm chát chát như vậy nhưng tôi đều hiểu sao Diệp Phong cậu ta vẫn ngủ ngon lành, mà lại còn ngủ theo kiểu chồng mông lên trời mặt úp xuống đất như vậy, thế mà lại ngủ ngon lành, lão già mạnh Hải Phong ở bên ngoài quan sát cũng đã nhận ra. Ông nói, Tên này chắc chính là Diệp thiếu mà hội trưởng đã nói nhỉ, có thể sử dụng được trận kỳ cao cấp như vậy, quả là không đơn giản. Dầm một cái, lão già giật mình, quay sang, bối rối thấy hai người họ đã ngưng đánh nhau, tự hỏi bọn họ đánh đủ rồi sao. Nhưng vừa nghĩ xong lão đã thấy thằng bất tài vô dụng ngày nào nay đã tập cầm kiếm, lão già hoang mang hết. Vãi, đấu tay đôi thì đấu tay đôi thôi, sao lại cầm đao rồi? Mặc kệ lão già hai người vẫn tiếp tục bùm bùm chát chát chém nhau bay nóc. Lão già bên ngoài điên cuồng đập phá tấm chắn, điên cuồng hét, mau dừng lại cho ta, có phải các ngươi điên hết rồi không, đáng chết tấm chắn này cứng quá. Năm phút trôi qua, hai người tiểu phi và đường vũ đã có dấu hiệu ngừng đánh, lão già bên ngoài mừng thầm nói cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thấy hai người gắng gượng đứng dậy, lão già giật thót tưởng hai đứa sẽ tiếp tục đánh nhưng hóa ra là lấy huyết tham đan ăn. Ông không tin vào mắt mình, nói, tiểu phi, đây thật sự là tiểu phi mà ta biết từ bé đến lớn sao, nói rồi cũng phải ngồi xuống. Bất lực mà tiếp tục quan sát con trai ông và con trai của hội trưởng oánh nhau trong khi chẳng hiểu lý do. Lại 5 phút nữa trôi đi. Sức lực đã được hồi phục, tiểu phi tiếp tục kêu gọi đường vũ đứng lên luyện tập với mình. Cậu nói, mạnh quan ra, đấu tiếp, ta đã cảm thấy được một chút đầu chiến thánh thể rồi. Lão già lực bất tòng tâm, ngồi ở gốc cây liên tục chửi bới, điên rồi, các ngươi, mẹ nó điên thật rồi, chị thương thì cũng đừng dùng đan dược quý như vậy chứ, đúng là bại gia mà. Qua một đêm trời lại sáng, Diệp Phong vừa tỉnh dậy đã thấy lão già ngồi một mình ở ngoài nhìn chằm chằm vào cậu. Thấy ông ta có vẻ đáng nghi Diệp Phong liền tỉnh táo ngay mà thầm nghĩ, may mà đêm qua ta có sử dụng trận kỳ, không thì hai người họ gặp họa rồi. Lá cờ đầu tiên này sắp hết hiệu lực rồi, dùng lá cờ thứ hai vây hãm họ lại 10 giờ đồng hồ, cậu còn ra phần thưởng, nếu đuổi kịp, ông đây sẽ thưởng cho ngươi một lá cờ. Lão già Mạnh Hải Phong nhận ra Diệp Phong nhìn thấy ông, hóa ra cậu chính là người kiểm soát, chẳng trách sao con trai ông Mạnh Đường Vũ của Lao không nhìn thấy ông. Nói xong ông một lần nữa tự đâm đầu vào tấm chắn cứng hơn sắt thép này, kết quả cũng như trước, bay cái đùng ra đó. Kệ lão già bực tức ra sao, cả ba lại bắt đầu lên đường trở về tông môn. Tên nhóc láo sược Diệp Phong, cậu ta còn không quên nói lão ngu ngốc, giơ ngón giữa lên mà trêu chọc. Ra thế này rồi mà còn bị một tên tiểu tử thối trêu chọc lão già không nhịn được mà bộc phá sức mạnh làm náo động cả khu rừng cùng lúc đó ở một bên khác ba người diệp phong tiểu phi và đường vũ đã tách xa lão già mạnh hải phong diệp phong cậu thầm nhớ lại vẻ mặt của lão già kia trong mắt cậu lão già trông thật nguy hiểm đáng sợ hết phần người thầm nghĩ thật là nguy hiểm hai tên ngốc đó sợ là không biết đêm qua mình đã chặn kẻ địch thay cho bọn họ đâu nhỉ quả nhiên thế lực thương hội gì đó rất dễ bị người ta ghét cậu phán một câu đang yên đang lành hệ thống đột nhiên thông báo Sản phẩm bại gia hôm nay là Cửu Văn Huyết Tham đan 10.000 viên, Diệp Phong cậu ta thấy liền trợn tròn mắt. "Địch, sao lại là Huyết Tham đan, lại còn tận 10.000 viên, ai mà ăn hết được chứ?" Quả nhiên là Diệp Phong, không chỉ có máu bại gia mà trí tuệ cũng phải gọi là không thua ai, mới giây trước còn hoảng mà giây sau đã nảy ra được kế hoạch. "Từ từ, tại sao ta nhất định phải ăn hết nhỉ? Ta có thể ném đi được mà." Cậu vẻ mặt không biết chán thầm nghĩ nếu huyết tham đan là đan dược thất truyền quý hiếm như vậy vậy thì cậu sẽ ném nó đi làm phí phạm của trời không quan tâm là bị yêu quái ăn hay bị người ta nhặt được hệ thống vậy cũng tính là bại gia phải không tinh một cái hệ thống hiện ra phù hợp với hành vi bại gia êu xem diệp phong cậu ta thỏa mãn chưa kìa vẻ mặt hiện rõ thế kia đã đẹp trai lại còn thông minh nói xong cậu liền nói với tiểu phi và đường vũ hình như mọi người vẫn chưa ăn sáng nhỉ xem đây hai người không có thì Diệp Phong cậu ta có, cả một bàn đầy ụ huyết tham đan. Thế này mà bắt Tiểu Phi baby và bố đường của tôi phải ăn hết sao, chật, Diệp Phong có phải cậu ác quá rồi không? Hai người ngây ra đó, không thấy cam tâm bay vào hút huyết tham đan mà chỉ thấy Tiểu Phi cậu ta tặc lưỡi một cái. Diệp Phong cười một cái rồi nhấn giọng nói, còn ngây ra đó làm gì, mau ăn đi, thầm nghĩ, không ăn có phải là không cho ta thể diện phải không? Tiểu Phi nhìn đống huyết tham đang nghĩ ăn nhiều thứ này tới mức buồn nôn. Còn đường vũ bắt đầu trở nên dối rắm với đống đan dược này. Ai đời nào lại lấy đan dược chân quý thế này đi ăn sáng lót bụng chứ? Không phụ ý tốt của sư phụ, thôi thì bấm bụng ăn đại vậy. Sau một tiếng ăn huyết tham đan, người nào người nấy đều no căng cả bụng. Đường vũ ôm bụng như ôm bụng bầu mệt mỏi nói với Diệp Phong, Diệp thiếu chúng ta thật sự không ăn nổi nữa rồi. Được được, ăn no rồi thì vận động một chút, ta đây vẫn còn hơn 9.000 viên, Diệp Phong cậu nói. Dặn dò mạnh đường vũ tiếp tục đi đường, còn Tiểu Phi ở lại giúp cậu ném bớt chỗ huyết tham đan này đi. Tiểu Phi nghe Diệp Thiếu nói vứt đi mà bất ngờ, đan dược này quý như vậy mà Diệp Phong cậu lại mang vứt đi, đúng là bại gia khiến người ta tiếc của thầy. Bật dậy, cậu liền ngăn Diệp Phong lại, Diệp ca như vậy không tốt đâu. Tiểu Phi giải thích, nếu bị người khác nhặt được, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của thương hội, hơn nữa những thứ này lại là huyết tham đan bậc thứ chín nó. Diệp Phong như vậy mà lại rất có đầu óc buôn bán, thở dài một hơi rồi quay sang giải thích. Cậu nói, Tiểu Phi, ngươi là thiếu chủ của thương hội mà lại không có đầu óc kinh doanh à? Mặc dù những thứ này là cửu văn, nhưng trung quy lại cũng chỉ có 9.000 viên, dùng một viên bớt một viên, đại lục huyền thiên bao nhiêu người, chút đan dược không đủ được. Giảng viên Diệp Phong dùng tay nâng kính vừa nói, đừng nói ta coi thường thương hội của các ngươi. Cho các ngươi phương pháp để luyện, thì thương hội của các ngươi có luyện ra được huyết tham đan tận bậc 9 hay không? Cho dù có luyện chế ra được thì cũng có mấy người mua được, không phải vẫn bán huyết tham đan ngũ, lục, thất văn hay sao? Tiểu Phi nghe xong gật đầu điên cuồng. Diệp Phong coi bộ cũng rất biết tính toán, nếu trong tay cậu có nhiều huyết tham đan cửu văn nhưng lại không dùng tới, chi bằng ném hết đi, không chỉ giúp cậu cộng thêm điểm bại ra, mà còn giúp cho độ quảng bá huyết tham đan của hội thương Tiểu Phi ngày càng cao. Có như vậy, huyết tham đan càng ít đi, Người ta sẽ càng muốn nói nhiều hơn, mà càng nhiều người muốn, huyết tham đan sẽ được luyện ra càng nhiều để phục vụ nhu cầu thị trường. Đúng vậy, như thế người ta mới gọi là làm lớn, Diệp Phong cậu ta gọi đây chính là huyết tham đan càng ít, huyết tham đan càng nhiều, thương hội càng bán được nhiều tiền. Đường Vũ không ngớt lời khen cậu, Tiểu Phi hạnh phúc rớt nước mắt khi có sư phụ là một tiếp thị hàng đầu thế này. Diệp ca, ngươi nói đúng quá, Tiểu Phi muốn theo ngươi. Hôm sau, khi đêm đã xuống, dừng chân tại một nơi xa lạ đêm nay tiểu phi và đường vũ lại ra sức luyện tập diệp phong cậu nói các ngươi tiếp tục đánh đi nói rồi cậu kiểm tra hệ thống lần này ngoại trừ điểm bại ra thì không có ban thưởng gì đặc biệt lo cho hai tên ngốc suốt ngày ngồi xoảng nhau mà diệp phong cậu không đành ngủ thầm nghĩ hai người các ngươi đúng là khiến cho ông đây phải lo lắng tối nay ta sẽ thức canh cho các ngươi một đêm thấy vậy hệ thống tinh một cái hiện ra nói ký chủ có thể yên tâm mà đi ngủ nếu có chuyện gì đội hộ vệ sẽ đến bảo vệ ngài hệ thống cũng tốt đó nhưng cậu chu chu môi tỏ vẻ không cần chẹp một cái cậu nói hệ thống ta cũng không phải phế vật cần gì tới đội hộ vệ hộ vệ lâu quá ta sẽ thấy bản thân mình như một kẻ vô dụng còn nữa ta có thể dựa vào những cái lọ kia để đạt được điểm bại gia vô hạn rồi nhưng ta không làm là vì không muốn trở thành một cỗ máy bại gia vô dụng nói đến đây mới biết hóa ra kiếp trước diệp phong rất bận bịu với công việc cậu tăng ca quanh năm không có thời gian cho mình một ngày xả hơi chỉ vì một lần chơi game suốt đêm sau đó đánh một giấc, kết quả là xuyên đến đại lục huyền thiên này đây. Nghĩ đến những ngày tháng mệt mỏi bận bịu đó, cậu chỉ biết thở dài, thầm nghĩ quẹt điểm bại ra và nhận lương cũng giống nhau. Nên nếu lần này cậu đã có cơ duyên như vậy, cậu muốn vừa được tận hưởng thế giới vừa được tiêu xài thỏa thích theo ý mình. Các bạn còn nhớ đến lão già mạnh hải phong không? Lúc này, nhờ có huyết linh ngọc, ngọc bội có thể cảm nhận được vị trí của người khác mà ông đã kịp thời nhận ra vị trí của con trai mình lẫn tiểu phi và diệp phong giữa đêm khuya hẻo lánh từ đâu xuất hiện hai sinh vật không rõ người hay xác sống một tên trong đó nói bằng giọng run run không trôi chảy đồ ngon nó ở bên trong có lẽ vì vứt ném nhiều đan dừa quá nên bọn chúng đã đánh hơi ra được huyết tham đan quý báu không biết trong đêm vắng lão già có gặp chuyện gì nguy hiểm không quay lại với lão già ông đột nhiên nhìn thấy huyết tham đan lại còn là bậc thứ 9. ông giật mình nhìn kỹ lại thì mới biết còn vô số huyết tham đan bị vứt đi như sỏi đá ở phía kia lấp la lấp lánh ông chê trách Bại gia, thật quá bại gia mà, những thứ này đều là báu vật vô giá đó. Viên thứ nhất Nhìn thấy viên thứ nhất lão đã ứa nước mắt rồi. Viên thứ 500 Lão già nhặt liên tục, tức chết lão mất, đã là viên thứ 500 rồi. Hải Phong ông không nhịn được tức giận mà lo ó ung sùng, vứt đi hơn cả trăm viên, tên bại gia kia đúng là đáng ghét. Viên thứ 2000 Tịnh tâm tịnh tâm, không còn luyến tiếc gì, không còn muốn nhặt nữa rồi, sốc tinh thần quá mặt ông không cảm xúc nói một câu tiêu diệt thôi, huyết tham đàn đối với vạn vật mà nói cũng chỉ là như vậy thôi nhỉ. Lại một đêm nữa trôi đi, trời sáng, gà gáy, Diệp Phong dậy. Nói là thức canh thế mà lại ngủ quên hồi nào không hay, tự hỏi mình ngủ quên à, trời sáng rồi hả? Mới sáng sớm mà rực rỡ sắc màu quá nhỉ, một cảnh tượng đập ngay trước mắt là Tiểu Phi đang làm đường vũ sướng tê người. a, à, đừng dãy ruộng, mạnh quan ra. Thôi các bạn đừng nghĩ lung tung nhé, hai người họ đang giãn cơ cho nhau thôi ấy mà. Diệp Phong thấy hai tên ngốc vẫn nguyên vẹn nguyên hình, thầm mừng, mình sơ ý rồi, may mà lão già kia không đến, bằng không hắn sẽ làm ảnh hưởng đến hai người họ tu luyện mất. Vừa nghĩ xong lão ta đã xuất hiện ở bụi cây bên kia, cuối cùng lão già cũng tìm ra được hai người họ, thấy con trai và tiểu phi vẫn an toàn. Ông mừng rớt nước mắt, cuối cùng cũng đến rồi, con trai ta, ông thầm nghĩ. Ơ kìa, chả phải là tên kiểm soát đây ư, ông và Diệp Phong chạm mắt nhau, không kịp để ông giải thích hay nói lời nào, Diệp Phong dứt khoát quăng lá cờ vào chỗ ông lão, lập thành tích 3 lần. H.A.T. chích. Diệp Phong không biết gì cả, tiếp tục chơi đùa ông, nói: lão già khốn khiếp nhà ngươi nếu có gan thì đuổi theo chúng ta nữa đi. Lão già tức không nói nên lời, ông nghiến răng nghiến lợi mà hét: thằng nhãi này, cho dù ngươi có chạy tới nơi nào, lão phu nhất định cũng sẽ lùng ra ngươi. Sau hai đêm chiến đấu, Tiểu Phi nhận ra cơ thể mình đã có biểu hiện tích cực của đầu chiến thánh thể, liền vui vẻ nói: Diệp ca, ngươi xem xem, chiến đấu hai đêm ta đã dung hợp được một phần trăm đầu chiến thánh thể rồi đợi đến khi dung hợp hoàn toàn thì ta có thể phát huy uy lực thật sự rồi ha ha không hổ danh là đầu chiến thánh thể vậy chúng ta tiếp tục lên đường nhé diệp phong nói tối nay không cần nghỉ ngơi nữa nếu không có sự cố gì xảy ra thì cả ba có thể thuận lợi trở về tinh hồn tông rồi tiểu phi thắc mắc hỏi không phải diệp ca rất xem trọng chất lượng giấc ngủ sao diệp thiếu đã quyết định rồi đương nhiên có lý do của hắn đường vũ đáp ngồi trên ngự kiếm như mọi khi Diệp Phong lại tiếp tục kiểm tra xem sản phẩm bại ra hôm nay là gì, xem rồi cậu phát hiện sản phẩm hôm nay được ban thưởng cũng không tệ. Đó là công pháp thiên cấp thượng phẩm có tên là Phục Ma Bảo Lục, là loại sách khi đọc sẽ bước vào đốn ngộ chi cảnh trong nháy mắt. Diệp Phong lần đầu nhìn thấy công pháp thiên cấp thượng phẩm, thầm nghĩ, chắc là công pháp đỉnh cấp của Huyền Thiên Đại Lục nhỉ. Cái này phải phá sao ta? Cậu nghĩ cách, ném xuống được không nhỉ? Cũ quá, còn xé rách thì sao? Không, không sáng tạo tí nào. Đúng rồi, chả phải diệp phong cậu có đồ đệ rất hay nghe theo ý cậu sao nghĩ ra cách rồi cậu gọi tiểu phi bằng vẻ mặt rất đáng nghi tiểu phi đã mấy ngày nay ngươi không đi đại tiện rồi nhỉ cậu hỏi vốn dĩ các tu sĩ có thể dùng linh lực để lọc sạch những tạp chất do ăn uống sinh ra vì thế nên không cần phải đi đại tiện giống người bình thường đường vũ nói tiểu phi cũng đồng ý nói đúng đó diệp ca mặc dù thực lực của ta bình thường nhưng chút năng lực đó thì vẫn khó gì đây đây là loại thiết lập nhân vật 2 d kiểu gì vậy cách a không khả thi cậu liền chuyển sang cách b bày ra vẻ mặt đe dọa diệp phong cậu nhấn giọng nói với tiểu phi không ngươi không có khả năng đó tiểu phi trong cơn hoảng loạn tự động siết chặt cúc hoa vì sợ vãi người ta cũng biết ngại đấy tiểu phi nghe xong má đỏ bừng thầm nghĩ diệp ca thế mà đùa biến thái vậy làm sao đây ta có nên từ chối hay không diệp phong nhìn tiểu phi mặt cười cười như muốn nói rằng mau mau đi đại tiện cho ta tiểu phi nào biết mình sắp bị dính bẫy rồi trong đầu vẫn nghĩ không được diệp ca đối tốt với mình như vậy lẽ nào chút kém người này mà ta cũng không chịu được ư sau một hồi đấu tranh nội tâm mãnh liệt thì tiểu phi cũng quyết định vẻ mặt ngại ngùng cậu nói diệp ca ta đau bụng hê hey hê hey, vẻ mặt thỏa mãn diệp phong cậu cười vì cá đã cắn câu nhìn đại ca mình cười như vậy tiểu phi thầm nghĩ quả nhiên chắc chắn có âm mưu diệp phong đưa tiểu phi một quyển phục ma bảo lục kêu cậu dùng nó để lau sau khi đi xong tài xế đường vũ thấy vậy tiếp tục tấp xuống nơi hoang dã Ôi ngại quá, đã lâu rồi ta không đi vệ sinh giống người phàm. Thấy quyển sách phát sáng như vậy, làm cậu không khỏi tò mò mà phải lật ra xem thử. Khoan đã, đây không phải là. Bù một cái, đường vũ giật mình, cái khí tức này, làm cậu lập tức nhận ra ngay, hết. Khí tức này, đốn ngộ chi cảnh, kinh ngạc cậu nói, tên nhóc nhà ta mà lại bước vào đốn ngộ chi cảnh trong truyền thuyết ư. Đường vũ hoang mang, quay sang hỏi Diệp Phong rốt cuộc Diệp Thiếu cậu đây vừa đưa sách gì cho Tiểu Phi thiếu chủ cực kỳ ngu dốt lại có cơ duyên bước vào đốn ngộ chi cảnh trong truyền thuyết như vậy sao đường vũ thẩm mỹ không tin được cậu hỏi diệp thiếu ngươi sách ngươi đưa cho thiếu chủ rốt cuộc là gì diệp phong nói chỉ là công pháp thiên cấp thượng phẩm mà thôi muốn đưa cho tiểu phi dùng vừa dứt câu đường vũ lập tức quỳ một chân xuống dáng vẻ một lòng biết ơn thật lòng nói diệp thiếu đại ân không thể biểu đạt thành lời ân tình này chúng tôi sẽ khắc cốt ghi tâm diệp phong giật mình không hiểu đường vũ cậu ta nói gì. Đột ngột hệ thống tinh tinh liên tục. Trừ 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 trừ. Vãi, gì thế này, có làm sai gì nhiều đâu mà lại trừ nhiều đến vậy, rốt cuộc là trừ bao nhiêu, Diệp Phong cậu ta hả hốc. Lúc này Tiểu Phi vui vẻ chạy ra bảo mình đã đi vệ sinh xong rồi, hệ thống cũng hiện ra, bảo hôm nay phung phí sản phẩm bại ra thất bại, trừ 5 vạn điểm. Vì quá đau khổ do mất hơn nửa số điểm hiện có, Diệp Phong đã tung một cú bay thẳng đến quyển sách, lực của cú đấm quá mạnh khiến quyển sách như thế cũng không chịu được áp lực mà bay màu theo luôn diệp phong vẻ mặt đau khổ thầm nghĩ vốn dĩ còn thừa hơn 6 vạn điểm bây giờ bị trừ 5 vạn mấy ngày này ta thật sự mất trắng rồi thần hào bại ra mà cũng có lúc đau khổ thế này sao cứ ngỡ sẽ thuận buồm xuôi gió lắm chứ ai mà rè chỉ vì một sai sót mà mất gần hết số điểm thế này đau khổ quá lão chỉ biết cười cho qua đệ tử hoàng tiểu phi không hiểu sao diệp ca lại tức giận như vậy thầm nghĩ là do ta đã sai ở đâu chẳng lẽ là Tiểu Phi liền nghĩ đầu chiến thánh thể là loại thể chất không cần bất cứ công pháp hay võ kỹ nào. Hiểu lầm Diệp Phong cậu ta đang có ý muốn thử thách xem cậu có vì công pháp mà quên đi bản chất ban đầu của mình hay không. Thấy Diệp Phong tức giận như vậy, cậu cứ tưởng là tại mình. Cúi đầu xuống, cậu hét to lên, Diệp ca, ta sai rồi. Sư phụ hỏi cậu sai ở đâu? Cậu ngước mặt lên, vẻ mặt miếu máu đầy nước mắt nói, ngươi đã nói, sử dụng đầu chiến thánh thể không cần bất cứ công pháp và võ kỹ nào hết chỉ cần hiểu được là có thể thông qua chiến đấu quyết tâm của ta không đủ lại say mê vào công pháp mà quên mất bản chất của mình cậu khóc đến chảy cả nước mũi nói ta còn chưa hoàn toàn hiểu thấu được hết diệp ca ngươi thử thách ta ta lại đem về cho ngươi thất vọng nghe thiếu gia mình nói đường vũ thấy cũng hợp lý nên đâm ra hiểu lầm theo luôn cậu nói thì ra là vậy buồn cười là ta vẫn còn cảm giác bất mãn với diệp thiếu cho rằng ngươi đã phá hỏng cơ duyên của thiếu chủ ta thật nông cạn trong mắt hai người họ Diệp Phong chính là huynh đệ luôn ra sức giúp đỡ, tạo dựng tiền đồ cho mình, nên khi tưởng nhầm Diệp Phong cố tình thử thách mình, Tiểu Phi cảm thấy rất có lỗi, còn Đường Vũ thì nghĩ mình thật nông cạn. "Diệp thiếu, xin hãy trách phạt ta đi." "Diệp thiếu, xin hãy trách tội ta đi." Diệp Phong nghe hai người trình bày xong mà khờ cả ra. Vẻ mặt đờ đẫn, cậu cười nhạt cái rồi nói, "Cái quỷ gì đây, thử thách gì chứ, ta chỉ là một bại gia mà thôi." Liên quan quái gì đến mạnh quan gia? cái này là muốn tự mình diễn kịch à? tự nhiên cậu nghĩ đến việc tự cậu cảm thấy bực tức mà làm theo ý mình. quy luật nhân quả thật ngẫu nhiên khi ta thăm dò người, người thăm dò ta. nhưng nếu người thăm dò ta, ta thăm dò người thì giống như một bí thuật ít người biết, thật khó hiểu và rắc rối. diệp phong thầm nghĩ làm sao ta có được đức tính như đệ tử thứ hai của ta đây? thật tốn công hao sức. diệp phong liên tục chế trách mình ngốc, đau khổ đập đầu vào gốc cây. đường vũ và tiểu phi có chút khó xử, không biết nên làm gì. Đường Vũ cậu nói, thiếu chủ, hình như Diệp thiếu tức giận thật rồi. Tiểu Phi nói cậu cũng vừa nhận ra, xem ra lần này chúng ta đã làm cho Diệp ca quá thất vọng. Nét mặt mệt mỏi Diệp Phong cậu thầm nghĩ, ai ai cũng đều diễn sâu nhỉ thích diễn thì cứ diễn, ông đây không chơi, cậu quay lưng đi nói. Đi, mau đi thôi, ta không tức giận, mau lên đường thôi. Tiểu Phi nghe xong tưởng Diệp ca muốn cho mình một cơ hội chuộc lỗi, liền đứng dậy, mặt nghiêm túc, tay trái đặt lên trước ngực phiên bản đại chiến Titan. Cậu nói, diệp ca sau này ta sẽ không bao giờ làm ngươi thất vọng nữa một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén và quét sạch mọi kẻ thù nghe đệ tử mình nói xong diệp phong cậu ta bảo cút cậu vừa tức giận vừa khó hiểu nói ta chỉ muốn phá game đừng có đến làm phiền những ngày tháng thanh tịnh của ta diệp ca cho dù ngươi có cần hay không ta cũng sẽ liều mạng tu luyện diệp phong tức quá liền chọi đá tiểu phi dính trưởng một phát vào đầu bảo cậu đừng làm nhảm nữa khi mặt trời vừa mới lặn cuối cùng tấm chắn chắn lão già ở bên trong cũng đã hết hiệu lực ha 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 cuối cùng ta cũng ra ngoài rồi lão già vui mừng nói còn Thu rất dai bảo ta phải giết chết ngươi nhất định phải giết chết ngươi ý chỉ muốn quyết sinh tử với tên nhóc láo sược diệp phong nói rồi ông lập tức bay đi tìm cậu ở một bên nào đó ba người họ lại tiếp tục quay trở về tông môn của diệp phong tinh hồn tông dù chưa lập được bao lâu nhưng bù lại có rất nhiều vị đại lão sư huynh sư đệ tỷ muội hạng nặng nên chưa kịp đặt chân xuống đã có thể cảm nhận được uy lực cách xa ngàn dặm đường vũ giật mình nhận ra nói uy lực mạnh quá sắp đến gần rồi chắc chắn tinh hồn tông không có ít người toàn năng tiểu phi nóng lòng cảm thấy có chút khiếp sợ cậu nói cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy tinh hồn tông của diệp ca lớn mạnh thế nào rồi sáng sớm ngày hôm sau diệp phong sau khi đánh một giấc cũng đã cùng hai huynh đệ tới nơi nhưng có gì nó sai lắm nơi được gọi là tinh hồn tông sao lại hoang tàn thế này bề ngoài lại trông bình thường gớm cửa chính còn dính cả mạng nhện nữa. Diệp Phong từ từ mở cổng chính ra, nhưng bất ngờ một luồng khí mạnh mẽ nhưng u ám phong tỏa ra. Dây sau là khung cảnh dành cho hai quả bưởi, à nhầm, phải là hình ảnh sư tôn lạc thiên tuyết của Diệp Phong phi về hướng cậu. Soạt một cái, thanh kiếm này sư tôn đang nắm giữ sắc nhọn vô cùng, nguy hiểm đang cận kề Diệp Phong, cậu nuốt ạc một cái. Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng thanh kiếm chỉ cách cổ họng của cậu 00001 mm nhưng sau một phần tư một nén nhàng diệp phong cậu rén ngang đổ mồ hôi gắng nói một câu sư tôn ta về rồi sư tôn cậu nói diệp phong ngươi còn biết đường mà quay về sao không ổn rồi diệp phong cậu ta hoảng quá quên mất lời thoại thầm câu cứu hệ thống cậu nói hệ thống mau cứu ta ta đang gặp nguy hiểm hệ thống hiện ra giả chân nói vết chảy ra cực kỳ nghiêm trọng ký chủ bình tĩnh xin hãy nghĩ cách tấn công cô ấy lần này đội hộ vệ bại ra sẽ không nhúng tay vào thành nữ đại nhân thủ hạ lưu tình La Khải vừa hét vừa cùng Tiểu Huyết và Trần Hạo Vũ bay vèo vèo đến Tông Môn. Sư tôn lạc Thiên Tuyết không ngờ bọn họ lại chạy tới vào lúc này. Thấy vậy Diệp Phong gión rén đẩy thanh kiếm ra xa, nét mặt cảnh giác cậu hỏi: Sư tôn sao bọn họ lại ở đây? Thiên Tuyết nghe xong có hơi tức giận, thở một hơi nói: Đúng vậy sao bọn họ lại ở đây ư? Ừ? Sư tôn tím mặt, không hài lòng, áp mặt sát bên Diệp Phong mà chất vấn: Ngươi quay về bổn tông làm gì? Ngươi bị giở người hả? Cô nói tiếp: Diệp Phong, ngươi là đệ tử ngoan của sư tôn chuyến này ngươi ra ngoài năm đệ tử nòng cốt của bổn tông một trưởng lão thậm chí còn tiện đưa về một con yêu thú bảo hộ tông môn diệp phong không biết nói gì vẻ mặt không vui thở dài một hơi lo chất vấn diệp phong mà cô không để ý đến hai tên nhóc kia cô quay sang nói đợi đã bọn chúng là ai đừng nói với ta là bọn chúng cũng gia nhập tông môn đấy nhé cô vừa nói vừa lấy kiếm ra ham dọa diệp phong đừng vũ tiểu phi sợ quá liên tục nói không phải có ý xin thánh nữ dừng tay đã vậy cô tha cho Diệp Phong, nói, Phiêu, may là không phải, có người ngoài ở đây ta tha cho ngươi một mạng, Diệp Phong tái mặt, sư tôn vậy mà đáng sợ quá. Hạ Thiên Vũ có mặt tại đó thầm nói, Lạc trưởng môn đã nguôi giận rồi, cơ hội đến rồi, thấy Lạc Thiên Tuyết đã nguôi giận ông mới dám nói, ông hét, tiểu Diệp, không bị thương chứ có cần thuốc trị thương của ta không. Trưởng lão Bạch Thiên Hồng liền huyết cho lão một phát rồi nói, hừ, giờ ngươi mới ra ngoài đây sao, còn nhiệt tình cái gì, hai ông già như hai cục nam châm đầu dính chặt nhau rồi cãi sao ngươi dám huyết ta trưởng lão còn cãi ngươi mới huyết ấy ta chả làm gì sất lúc này tiểu phi và đường vũ mới kịp nhận ra hình dáng này chẳng phải là ông chủ hạ thiên vũ sao ơ kìa ai gọi lão già đấy các người biết ta sao nét mặt lão hạ thiên vũ hiện rõ như vậy đấy đường vũ cũng lấy làm lạ đường đường là ông chủ hậu đài của hội đấu giá thiên vũ mà tại sao lại có mặt ở trong tông môn nhỏ bé này tiểu phi có chút tím mặt nói cái đó thì làm sao ta biết được. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng vào vấn đề, Diệp Phong giới thiệu hai vị đi cùng mình đến tông môn, cậu nói, để ta giới thiệu một chút, hai vị này là người của thương hội thần hải. Tóc vàng là thiếu chủ Hoàng Tiểu Phi, còn tên đeo mũ là đại quan gia mạnh đường vũ này, Tiểu Phi hơi ngại còn đường vũ đơ luôn. Diệp Phong quay sang sư tôn, bảo rằng lần này bọn họ trở về cùng cậu chủ yếu là vì muốn đến đây để thương lượng chuyện làm ăn với lạc thiên tuyết cô. Cô nghe xong liền hả một cái, thở dài, nét mặt như muốn nói cái người sao lại làm chuyện vô ích như vậy, rồi bảo với khách hai vị tinh hồn tông ta vẫn còn chưa thành lập được một tháng, như hai vị thấy đấy hiện tại vẫn chưa nhiều đệ tử, tông môn không đủ khả năng, e là khó mà cho đệ tử mua tài nguyên tu luyện. Ta thấy chuyện hợp tác này nên bỏ đi. Cô nói tiếp, nghe thánh nữ đây nói không đủ khả năng mà hai người bất ngờ, thầm nghĩ không đủ khả năng ư? Nhận thức của chúng ta nghèo nàn lắm rồi. Tiểu phi cậu nói là tông chủ, ta nghĩ ngài hiểu lầm rồi. Lần này chúng ta đến đây không phải vì mục đích đó. Tiểu Phi vừa nói vừa dơ ra đơn thuốc huyết tham đang bị dùng gió. Mấy phút sau. Chuyện này đúng là làm lạc tông chủ chúng ta đau đầu. Đột nhiên lại được mời hợp tác cùng thương hội. Nếu hợp tác lợi nhuận cô thu về cũng không ít. Thẩm nghĩ. Đơn thuốc huyết tham đơn bậc thứ 8 thất truyền đã lâu. Được bày bán độc quyền. Nếu bổn tông cũng có thể tham gia. Lợi nhuận trong chuyện này cũng không phải ít. Y ra. Lạc thiên tuyết cổ đang đấu tranh tinh thần. Dù lợi nhuận cao thật nhưng có phần đắn đo, thẩm nghĩ không đúng, chuyện đó thì có liên quan gì đến ta ta lập tông môn không phải vì tiền đang yên tĩnh bỗng dưng diệp phong từ đâu xuất hiện nói năng luyên thuyên không chừa cho sư tôn chút oxy để thở cậu nói sư tôn ta là đệ tử thân truyền của người là đại sư huynh của tông môn khi đó ta thấy vô phong sư đệ vì không có tiền mà ngồi sụp xuống ghế khóc lóc cảnh tượng đó ta vĩnh viễn không thể quên vào lúc đó ta đã nghĩ rằng nếu ta có thể tìm được một thương hội để hợp tác ta nhất định sẽ làm bây giờ thương hội đang ở trước mặt ta phải suy xét xem đây có phải là cơ hội trời cho không. He he he, Diệp Phong cậu ta tiếp tục lấy lòng sư tôn, mong chờ sư tôn khen mình một tiếng, cậu nói với vẻ tự tin, gây dựng vinh quang của tinh hồn tông, ta không thể kiếm cớ từ chối. Nghe tên đồ đệ của mình nói xong nét mặt lạc thiên tuyết cô liền trở nên u ám, biết rõ ngay từ đầu hai người đi cùng Diệp Phong đến đây không phải chuyện gì tốt lành. Cô tức giận thầm nghĩ, ta biết cứ hễ là chuyện gì dính dáng đến tên nghịch đồ Diệp Phong này thì đều không phải là chuyện tốt gì hết nếu làm sao trộn đến kế hoạch tu luyện của ta, ta phải mất bao nhiêu lâu mới có thể độ kiếp phi thăng lên thế giới của thần tiên trên trời mà báo thủ đây. Lúc này hệ thống báo tin cho Diệp Phong hay, bảo lão giả áo choàng xám sẽ đến đây trong vòng 3 phút nữa, trừ đi một lần công năng thăm dò thiên cơ của ngày hôm nay. Diệp Phong thấy vậy vẻ mặt liền trở nên đắc ý, cậu đã tính trước, thầm nghĩ, may mà đã đặt trước công năng thiên cơ quả nhiên là hắn đến rồi. Kẻ nguy hiểm sắp cận kề bên mình, nhưng Diệp Phong cậu ta lo làm gì, chẳng phải cậu là chủ nhân của tiểu huyết yêu thú hay sao cậu vui vẻ như muốn nói tiểu huyết mau tiến lên gọi tiểu huyết có một lão già mặc áo choàng xám sắp đến tinh hồn tông rồi ngươi đi ngăn chặn đi nhưng đừng có giết cậu còn không quên dặn dò tiểu huyết đánh lão già thật dã man cho cậu tiểu huyết tuân lệnh ôi nhưng cái thần thái này đi làm nhiệm vụ thôi có cần đẹp gái như vậy không sức hút này khiến các vị sư tỷ có mặt ở đó cũng phải quao quao lên mấy cái diệp phong cười nhạt trong đầu thầm nghĩ cái quái gì vậy đang cố tỏ ra mình ngầu sao, lại còn với sư tỷ của ta. Vào lúc đó, ở khu rừng phía đông nam tinh hồn tông, lão già sắp đến tông môn nơi Diệp Phong đang ở, như lão bây giờ đã thấm mệt. Lão vừa thở vừa nói sắp rồi, cuối cùng các ngươi cũng dừng lại rồi, cũng phải thôi tuổi già sức yếu, không dừng lại chắc ông vừa thở vừa lết luôn quá. Cầm ngọc bội trong tay, ông run run còn quyết tâm nói, lão phu không tin ngươi còn có trận kỳ cấp cao phẩm nào khác, không giết ngươi, lão phu không phải là mạnh hải phong.